Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số giờ giải hạn. Thì các giờ giải hạn này thì do bà con đi bốc rừng khai thác ở khu vực rừng Gia Ly Con Tum nhé mọi người. Giải hạn Gia Ly là một cái vùng rừng giải hạn rất là nổi tiếng về nhiều mặt hoa đẹp. Cùng với đó là cái vùng rừng này thì quanh năm thì nắng nóng, nên là cái sức chịu đựng cũng như cái độ khỏe của giải hạn vùng rừng Gia Ly thì gọi là cực khỏe luôn nhé mọi người. Mọi người cứ yên tâm, đảm bảo về trồng phát rất là nhanh. Đó, thì hôm nay thì bên em chia ra thành một số dê, thì chia là gồm tới 12 hình nhé mọi người. Nói chung cũng không có nhiều đâu, bởi vì giải hạt rừng mùa này nó cực kỳ khó kiếm luôn, do cây nó đã xuống lá, đã gần ra hoa rồi, nên là bà con đi người ta rất là khó thấy để kiếm được. Đó, và đây nguyên một đoàn đi rất lâu về, chỉ được có từng nhiêu đây thôi. Thì hôm nay em chia ra thành các hình để cho các bác anh chị sưu tầm nhé. Giá hạt mùa này thì giá nó tương đối cao so với cái mùa trước mọi người. Đó, bởi vì nói chung hàng không còn nữa, nên là các bác anh chị chúng ta có nhu cầu thì chúng ta đăng ký mua thật sớm nhé. Thì hôm nay thì em chia ra là các dê giá từ 200.000 nhé. Như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì giá 200.000 một dê. Tiếp theo là 8, 250, 9, 300, 10, 350, 11, 350. Và cuối cùng là có cái combo gồm 5 kín nhỏ đây thì giá là 400. Rồi em sẽ quay lần lượt từng dê và báo giá với mọi người luôn nha. Đó. Thì giá thì em có dán ở trên chỗ dê luôn rồi, thì mọi người xem rồi chúng ta ưng ý đặt mua nha. Rồi đầu tiên là dê số 1. Hôm nay là Gia Ly hết nha mọi người. Một thì đây là dê nu đốt ngắn này, độ dài tầm cỡ 10 cm. Đốt rất ngắn. Đây, nguyên dê đây. Rồi, xanh nữa. Dê này có giá là 200 nhé mọi người. Tiếp theo là sang dê số 2. Dê số 2 cũng là một cái dê thân rất là nù mập nè. Đây, mọi người thể để ý là cái đây thì bà con người ta hái thì nó bị rứt, nó rơi cái thân tơ đây ra khỏi cái thân da rồi nhé mọi người. Đó. Tuy nhiên là không về trồng không ảnh hưởng gì nhé mọi người. Trồng cái cây đây nó vẫn lên mầm mới rồi bình thường. Và cái nguyên cái dê phần thân da còn lại đây này thì mọi người về trồng sắp tới nó sẽ lên cả cái mầm ở dưới gốc nữa nhé. Tức là mọi người mua một dê đây thì chúng ta được tới hai giò, mọi người trồng lại hai giò. Đó. Nguyên dê đây bữa nào nó mọc mầm gốc nha mọi người xem. Rồi dê số 2 này giá 200 nhé mọi người. Thân tơ tầm 10-11 cm. Đốt ngắn, thân nụ ngắn. Rồi sang dê số 3. Số 3 đây thì độ dài thân tơ cũng tầm cỡ 10 cm thôi. Đó. Đây, nguyên dê khỏe mạnh. Trong giải hạt mùa này thì giá nó tương đối cao, do bà con người ta đi hái về nó không nhiều nên là giá hơi tăng tí. Các bác anh chị chúng ta chịu khó đầu tư tí sưu tầm nha. Rồi giờ số 3 này giá 200. Nguyên dê được 1, 2, 3 thân già và một thân tơ là thân giữa đây em đang cầm nha. Rồi tiếp theo là sang dê số 4. Dê số 4 đây thì độ dài thân tơ tầm cỡ 10-11 cm nhé mọi người. Đây cũng là dê nù đốt ngắn luôn. Nguyên dê của nó đây, dê này khá là xanh nha. Xanh nè. Rồi dê số 4 này giá 200. Theo là em sang dê số 5. Số 5 đây thì thân tơ là thân này nhé mọi người. Độ dài thân tơ tầm cỡ 19 cm luôn. Thân này khá là dài. Các đoạn mắt nó thì khá là xanh. Đó, nguyên dê rồi. Dê số 5 này giá 200 nhé mọi người. Rồi, tiếp theo là sang dê số 6. Dê 6 này thì độ dài tầm cỡ 16-17 cm. Đây, đó, dê này thì mọi người xem mồm gốc xanh lè luôn nè. Thân khá là xanh. Rồi, nó được 1 2 3 4, 4 cái thân da luôn nhé mọi người. Chứng tỏ cái dê này ít nhất là trải qua năm thứ 5 rồi đó. Nhìn nhỏ vậy không phải giỡn đâu. Rồi dê số 6 này giá 200 nhé. Thân tơ là thân em đang cầm đây nha. Rồi, tiếp theo là em sang dê số 7. Dê số 7 này thì nó cũng tương tự giống như cái dê số 2 lúc nãy, tức là cái thân tơ mọi người xem. Thân tơ nó đã tách ra khỏi cái thân già rồi. Đó. Cái này do bà con nó nằm phía ngoài, bà con người ta hái, ta với thì nó bị rứt ra thôi. Đó. Nhưng mà cái việc nó tách ra khỏi thân già này nó không ảnh hưởng gì tới cây nhé mọi người. Mọi người về trồng lên thì nó vẫn lên mầm bình thường nhé. Đó. Và còn cái thân cái dê già còn lại đây thì nó cũng sẽ ra thêm cái mầm mới nha mọi người xem. Đó. Ngoài ra thì nó còn có một cái kỳ nhỏ nhỏ nè. Cái kỳ hay cái con kiến nhỏ nhỏ nè, như Vinbi đây. Đó. Rồi, giờ số 7 này giá 200.
Mấy cái giờ kiếm này thì ngắn ngắn thôi, nhưng mà mọi người cứ yên tâm là hàng rừng nó phát rất là nhanh nha. Mọi người thể ví dụ thấy năm nay nó dài 10 cm thôi, mọi người về trồng năm sau nó dài 30-40 cm là chuyện bình thường nha. Hàng rừng nó phát rất là nhanh, chỉ cần một năm nó có lực nó đẩy. Rồi sang về số 8 đây. Về số 8 này thì độ dài thân tơ là thân này nha mọi người. Thân tơ mảnh mảnh đây thì dài 25 cm. Nó gồm hai thân già nguyên già nữa đây. Mầm gốc xanh lên nè. Rồi về số 8 này giá 250 nha mọi người. Số 8 250. Rồi rất là khỏe. Rồi tiếp theo là em sang về số 9. Về số 9 này thì có giá là 300.000. Để em dán cái giấy lại. Đây nguyên về nữa đây. Rồi cây rất là khỏe mạnh nha. Thân tơ là thân này nhé mọi người. Thân tơ là thân này. Sắp tới sẽ sổ hoa trên thân này đây. Độ dài của thân tơ thì tầm cỡ 22 cm, 22 cm nha. Nó được một đống thân già luôn, 1, 2, 3, 4. Ngoài ra còn mấy thân già khô nữa. Chứng tỏ cái dê này rất là lâu năm rồi nhé mọi người. Mọc rừng rất lâu năm. Rồi dê này số 9 này giá 300. Tiếp theo là em sang dê số 10. Dê số 10 này thì có giá là 350 nha mọi người. Đó. Thân tơ đây, thân tơ là thân này. Độ dài thân tơ tầm cỡ 22 cm. Và đây gốc đó rồi. Đó. Rất là khỏe mạnh, mầm gốc đang nhú nè, sưng nè. Rồi. Giờ này thì mắt hoa đang sưng nè mọi người thấy không? Đó, mắt hoa đang sưng lên nè. Rồi sắp tới nó có hoa chơi luôn nha. Rồi nó được 1 2 3 dòng thân nụ đốt ngắn mọi người thấy không? Đốt rất là ngắn. Mọi người về trăm thì nó càng nụ mập hơn nữa nha. Rồi về số 10 này giá 350 nha mọi người. Rồi cuối cùng là về cuối cùng là cái loại dê số 11. Cái dê này thì là dê cao tiền nhất nhé mọi người. Đây thì độ dài thân tơ dê này, thân tơ rất là dài, dài tới tầm 33-34 cm luôn. Thân tơ là thân này nhé mọi người xem. Thân tơ rất là xanh và khỏe mạnh, thân dài cũng xanh lè nè. Này nó có hai mầm gốc nhé mọi người. Đây một mầm gốc đây xanh lè đây, còn một mầm gốc thì con chuột hay con gì cắn mà không ảnh hưởng gì đâu. Vẫn còn một cái mâm gốc nữa nó lên nè mọi người thấy không? Đặc biệt là cái dê này nó xanh le nè mọi người. Mọi người nhìn thấy cái thân tơ nó cũng xanh mà cái thân da nó cũng xanh nè. Nguyên dê ở đây thì về hàng xanh này thì về mọi người săn ám khói hoặc năm cánh trắng nha. Rồi nguyên dê đây thì dê số 11 này giá 350. Ngoài ra thì em còn có một cái combo kiến số 12 đây nhé mọi người. Kiến nhỏ thôi. Thì đây thì nó gồm 1, 2, 3, 4, 5 con kiến. Kiến thứ nhất đây. Thân tơ là thân này nhé. Kiến thì chăm về mọi người chịu khó chăm năm sau chúng ta chơi hoa nhé. Trăng kiến gọi là trăng kiến. Đây giờ thứ hai cũng xanh này. Thân tơ này. Thân tơ là thân xanh này đây. Rồi. 3, giờ số 3 này. Rồi. Giờ thứ 4. Thứ 4 này thì cái đầu chóp của cái thân tơ nó bị gãy mất rồi mọi người. Tuy nhiên là mọi người để ý xem là cái thân tơ nó kiểu dạng như xanh sạch nè thấy không? Đó. Xanh lè luôn. Rồi, cái thứ 5, thứ 5 là một cái cây rừng mọi người. Tức là nó mọc ra từ một cái thân già mọi người thấy không? Nó bám vào khúc cây rễ vậy nè. Đó. Rồi nó cũng như là hàng kiến ha. Rồi combo số 12 này giá 400 nhé mọi người, được 5 cái con kiến nhỏ nhỏ đó. Rồi các bác anh chị thích săn nhiều mặt hoa thì chúng ta chăm kiến này. Rồi và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua dê nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin em chốt đơn cho nhanh. Và em sẽ gửi ship code qua đường bưu điện, mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nha. Được kiểm tra hàng thoải mái. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip về lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên ạ.